Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiếu lòng tin, người Việt bẫy nhau vì đâu nên nỗi Có lẽ người Việt Nam đi du lịch Thái Lan rất nhiều Bởi du lịch Thái Lan vừa gần vừa giá cả là phải chăng Và môi trường xã hội thì lành mạnh hơn Việt Nam rất nhiều Người Thái không hút trích tràn lan như ở Việt Nam Không cướp giật, không nói thách và không trèo kéo Tuy về thu nhập bình quân đầu người, người Thái chỉ gấp đôi người Việt Nam nhưng sự tử tế người thái hơn người việt nam rất nhiều lần tại thái lan dù là chợ trời hay chợ cá truyền thống thì không bao giờ tồn tại văn hóa nói thách như người việt nam toàn chợ gần như bán cùng một giá với loại hàng hóa điều này khiến cho những người buôn bán mặt hàng tương tự hỗ trợ lẫn nhau chứ không phá giá của nhau nó cũng giúp cho người mua không bị văn hóa trả giá chèn ép ngược lại người bán thì không bao giờ nói thách để lừa dối người mua cả nói thách và chặt chém khách hàng là nét văn hóa rất đáng xấu hổ của rất nhiều người dân việt nam việc buôn bán mà trong đó người bán nói thách và người mua ngã giá thì hình thức bẫy nhau là như vậy đây không phải là truyền thống mà là hệ quả của một xã hội trong đó con người không tin tưởng lẫn nhau chính vì cách bẫy nhau như thế người việt đã tốn quá nhiều năng lượng chỉ để mà rình rập lẫn nhau kiếm chút lợi nhập về cho mình. Trong khi đó, những dân tộc khác thì dựa vào lòng tin, bán đúng giá, bán có trách nhiệm và vì thế sẽ không có chuyện ai bẫy ai và ai dính bẫy của ai cả. Làm thế để làm gì kìa chứ? Mới đây, mạng xã hội xôn xao về một clip một du khách người Nhật Bản bị một tiểu thương chợ Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nói thách một đôi tất giá tới 700.000 đồng, gấp hơn 10 lần giá trị thật một hình ảnh cực kỳ xấu hổ cho văn hóa gảy bẫy của người Việt Nam. Sau khi clip lan truyền mạnh mẽ, Ban Quản lý chợ đã đưa hình thức xử phạt là đình chỉ kinh doanh 7 ngày với sạp kinh doanh này. Phạt chỉ là cách làm hạ nhiệt dư luận mà thôi, nó không tác dụng chấn chỉnh được lối buôn bán chụp giật của người Việt Nam tại các khu chợ trên cả nước. Văn hóa gảy bẫy này đã ăn quá sâu vào đời sống của xã hội, thì làm sao mà tẩy nó đi cho được. Một khi xã hội thiếu vắng lòng tin thì con người cũng trở nên nghi kỵ lẫn nhau, không nghi kỵ sao được, khi mà nơi đâu cũng trộm cướp, cũng móc túi, đẩy dãy. Ở Việt Nam, dù chỉ là quán ăn nhỏ thì trước quán cũng cần có người trông giữ xe cho khách, nếu không xe sẽ bị mất cắp. Một cây xăng tự động trước năm 1975. Một bậc cao niên đã sống qua hai chế độ ở Sài Gòn cho biết, trước năm 1975 ở miền Nam có loại cây xăng tự phục vụ. Nhưng sau năm 1975 thì loại hình cây sắc này biến mất. Lòng tin về con người càng về sau càng ít dần. Ngày nay nạn trộm cắp không chỉ xảy ra ở vùng thành thị mà cả vùng nông thôn. Cái xấu nó len lỏi ở mỗi ngõ ngách, lòng tin giữa con người với nhau đã cạn từ lâu. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Muốn biết vì sao đất nước Việt Nam trở nên như vậy thì hãy nhìn lên thượng tầng chính trị. Đảng Cộng sản có phải là đảng đang cầm quyền tử tế với người dân của mình bao giờ đâu. Họ cướp của dân bằng đủ mọi hình thức như dựa vào thiên tai để gây thêm nhân họa mà trục lợi. Họ tham ô, họ cướp đất của dân, biến nạn nhân thành dân oan. Với một chính quyền như vậy thì làm sao họ xây dựng được một xã hội có niềm tin? Người Việt Nam rất nhiều người đã tham mát bát bỏ mầm. Để có một xã hội có đạo đức, con người tin tưởng lẫn nhau thì chính quyền phải làm cho dân tin tưởng trước. Chính quyền phải biết thượng tôn pháp luật, chứ còn với tư tưởng chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi dân, còn dân sai, dân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì làm sao xây dựng được lòng tin cho xã hội? Và cả với lực lượng công an, họ đã biết tuân thủ luật pháp bao giờ đâu. Họ tự cho là họ luôn đúng, còn dân thì luôn sai. Mỗi khi giữa dân và công an có mâu thuẫn, vậy thì tìm đâu ra một xã hội có lòng tin lẫn nhau. Giáo dục đã truyền đạt những cái giá trị nhân bản, nhân văn và khai phóng đâu. Giáo dục chỉ là một thứ công cụ cho đảng. Thì làm sao tạo ra xã hội tử tế đây? Xã hội này nát cũng bởi hai từ Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Thiếu lòng tin người Việt bẫy nhau vì đâu nên nỗi Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thượng tầng loan chia kinh tế lao dốc, dân khốn đốn, quan thì đầy túi. Trong tứ trụ quyền hạn được phân chia như sau ông Nguyễn Phú Trọng là người nắm ban bí thư, còn ông thủ tướng thì nắm chính phủ. Trong ban bí thư, số ban bệ ít hơn cấp bộ trong chính phủ, nhưng số ủy viên bộ chính trị thì nhiều hơn hẳn. Điều đang nói là hai chân trụ còn lại là trụ chủ tịch nước và trụ chủ tịch quốc hội đều mọc lên từ rễ của trụ tổng bí thư. Mâm quyền lực được bày ra để mà đánh chén trước. Hiện nay, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cho ăn chia sớm các ủy viên Trung ương Đảng được bố trí ở các địa phương và các doanh nghiệp là những người do Ban Bí Thư quản lý. Mới hơn nửa nhiệm kỳ mà Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn nhân sự cho Đại hội 14 thì điều đó cho thấy ông Trọng đang tranh ăn chứ không phải quan tâm gì đến vấn đề kinh tế xã hội của đất nước. Ông Trọng hiện đang làm hai việc lớn. Việc đầu tiên là đốt lò. Việc thứ nhì là sắp xếp các ghế thuộc quyền quản lý của Ban Bí Thư hai công việc này của ông Trọng bổ sung cho nhau, đốt lò để có chỗ trống và nhờ đó mà nhét người của phe mình vào. Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu nói cho cùng cũng là một mâm cỗ chia chác cho nhau mà thôi. Mà nói đúng hơn đó là kẻ phán xử đòi tiền của kẻ bị phán xử hay kẻ ăn sau ăn lại của kẻ ăn trước. Nói chung đây cũng là cái mâm dành ăn của quan chức của bộ máy chạy án. Vụ chuyến bay giải cứu cho thấy người bị hại là nhân dân chẳng được bồi thường một xu nào cả. Mà vụ án cũng tương tự cũng là mầm cỗ cho người ngồi ghế ăn lại được những kẻ đã từng hút máu dân Vụ viện án này thì quyền lợi chẳng được trả lại cho người dân. Vậy thì bức tranh xã hội Việt Nam hiện nay có hai mầm: mầm chia chác quyền lực và mầm chia chác tiền bạc. Mà trong cả hai mầm đó chỉ có quan chức được hưởng chứ người dân không hề có một chút quyền lợi nào cả. Chọn nhân sự cho đại hội lần thứ 14 của Đảng là chia mâm chia quyền, còn các phiên tòa của các vụ đại án là mâm chia tiền cho các quan chức ngồi ở ghế phán xử. Mâm tiền bạc nhóm phán xử đánh chén những gì đang có trong túi của nhóm hút máu. Thượng tầng có hai mâm rôm giả thế, còn hạ tầng nơi mà dân nghèo phải tìm cách tồn tại từng ngày thì nó như thế nào đây? Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, tình hình thì đang vô cùng ảm đạm. Đời sống người dân nghèo vốn đã khó, nay ngày một khó hơn. Theo tờ báo pháp luật thì công nhân liên tục phải trả phòng, chủ nhà trọ giờ đây cũng khốn đốn, doanh nghiệp chết quá nhiều. Đến nay toàn quốc đã có 113.000 doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động, công nhân mất việc làm liên tục trả phòng về quê. Kinh doanh thế ẩm nhiều chủ trọ tại phường Tân Tạo, quận Tân Bình như ngồi trên đống lửa. Dọc theo con hẻm số 58 ở đường số 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, nơi được vận danh là thủ phủ của nhà trọ thành phố Hồ Chí Minh, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả khu nhà trọ. Thỉnh thoảng một vài chủ trọ với khuôn mặt ủ rũ lại mang tấm biển cho thuê phòng trọ ra treo trước cửa. Quan chức đang ngồi mâm, dân đen thì lại khốn đốn chuỗi cung ứng cho đời sống dân nghèo giờ đây bị vỡ vụn chứ không gọi là bị đứt gãy nữa. Công nhân về quê đi bắt ốc hái rau sống qua ngày kiểu tự cung tự cấp để tồn tại. Ở thành phố không những mô hình kinh doanh nhà trọ công nhân khốn đốn mà chợ búa, quán xá, hàng rong vân vân dành cho công nhân cũng ế ẩm. Có rất nhiều loại hình dịch vụ ăn theo công nhân cũng chết theo không kịp ngáp. Từ đầu đến cuối năm nay, dân nghèo sẽ càng khốn đốn hơn bởi kinh tế năm nay có dấu hiệu tồi tệ hơn năm ngoái tuy nhiên trên thượng tầng thì quan chức của đảng cộng sản vẫn rôm rả chia chức chia tước cấp dưới thấp hơn thì chia tiền chia bổng lập sau khi nhóm hút máu bị hút đi dù đất nước có khủng hoảng thế nào thì quan chức vẫn giàu sụ vẫn cho con cái đi du học nước ngoài vẫn xây biệt phủ vẫn mua xe sàng việt nam là như thế là dân thì phải khổ để đảng vinh quang, để quan đầy túi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thượng tầng lo ăn chia, kinh tế lào dốc, dân khốn đốn, quan thì đầy túi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề